Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2019, Thanh Viễn Toàn Thiện không cuối cùng bộ hát karaoke và nghe nhạc cho Bắc Thủy ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là bộ hát mà Thanh Viễn đã combo và setup thành công, đánh dấu chi tiết từng thứ một bên này. Hôm nay vận chuyển có gì bác sẽ thay đổi em. Mic đánh dấu. Và số đây chính là đây nút to nhỏ nhạc có nhé. Đấy. Chế độ 2 là để nghe nhạc, chế độ 1 để hát. Hai em để kép lên cho nghe nó tí tách. Và đây chưa lọc, đánh dấu hết này. Bác để em đúng hai đèn sáng thôi. Thế còn nếu trống nhiều ít thì bác sẽ đẩy em tầm xuống này. Nếu trống nhiều quá đẩy em từ 220 này. Đẩy em 315 xuống. Thu xuống. Đẩy đánh dấu hết rồi. Bác nhớ bác đẩy kênh trên như nào, đẩy dưới như thế. Và em thực hiện loa DK. Loa một quả trầm AR40 xuất hiện từ 19 học 75. Đây là DK. DK này bãi quốc nhá, đẹp không tì vết luôn. Xuất sắc. Đây nhìn vào đây, hai giác lưu trích. KH12, cái này là bass của nó 30 từ 19 học 76 xếp từ leo, một dòng quý tộc. Đây chính thông tin. Thông tin của loa DK, hỗ trợ hai đường vào. Bãi xịn của Anh Quốc. Phần tần cực đẹp luôn. Bắt loa và chép loa. Bây giờ em sẽ test một ca khúc lần cuối cùng trước khi gửi đi. Đây bác nhá, nhạc to bé này. Hát karaoke thì bác chỉ ấn em về chế độ 1 này để hát. Thứ hai này là độ em để kép lên để nghe nhạc nó cho dốc rách nhẹ tang. Hát một ca khúc đi. Yêu một mình. Một ca khúc Yêu một mình. Thanh Viễn sẽ test lần cuối cùng cho bộ nghe và hát karaoke. Ca sĩ Nguyễn sẽ thực hiện ca khúc này. Khúc này karao. Nhà em có hoa vàng rực rỡ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà em cuối con đường ngoài ô, vách chưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi chiều nào pháo bay đầy trường ngõ, tạc từ thơ ngây giác hoa đi lấy chờ. Đường quen bóng bây giờ buồn anh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng bình ngẩn ngơ. Ngày quý vị là DK KH12 bass của nó 30 từ 19 năm 76 và xếp leo, phân tần đẹp, thùng đẹp, dẫn đến chất lượng âm thanh trâu sáng, chi tiết và mạnh mẽ. Nhà em có hoa vàng trường đỏ, thật là cao, có dây leo kín cả.
tuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được nửa đôi chân em. Xót xa anh còn chẳng tay hoài, xanh đẹp nở chưa dứt nên là đang chân chiều nào pháo bay đầy trường ngõ, ta từ thơ ngây dạt hoa đi lấy chờ đường quen bỗng bay gà buồn thanh. Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ, ngày một ca khúc Brezo vì nghèo lên anh bỏ em và con quá bị đạt. Bây giờ anh mua âm thanh về rồi thì em quay lại với anh nhá. Tôi nghèo nên người bỏ ra nên chấp nhận mà thôi. Bỏ hát này Hành Nguyễn đã test xong, và sau khi bỏ hát test xong thì sẽ có một clip hướng dẫn đầu lối các bác nhá. Hành sẽ chia sẻ vào phần kín. Hành Nguyễn chào bác.